Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lorem Audio. Ngày hôm nay thì một đơn hàng của anh Dầu ở Châu Thành, Kiên Giang. Đây là một cái vị khách rất là gắn bó với Lorem Audio. Và đây là lần thứ 3 anh có đặt hàng bên showroom của bên em. Và đơn hàng lần này là một chiếc đẩy X7 DAC. Và bên em đã áp dụng cái chương trình đổi âm ly cũ lấy đẩy liền vang. Thì anh có gọi điện và bảo gửi cho anh một chiếc đẩy liền vang X7 DAC. Và khi mà bên em là còn chưa kịp đóng hàng để gửi cho anh thì hiện tại bên anh đã đóng hàng và đã giao cho đơn vị bưu điện gửi ngược ra cho bên em chiếc âm ly của anh rồi. Rất là cảm ơn anh những cái sự tin tưởng hoàn toàn trọn vẹn đến đội ngũ anh em của Lorem Audio. Và đương nhiên là bên em sẽ vẫn là những cái công đoạn test rất là kỹ những cái khả năng, những cái dây kết nối rồi cái cổng kết nối của chiếc thiết bị X7 DAC này trước khi đóng gói và gửi cho anh. Cảm ơn một lần nữa thì cảm ơn anh Dầu rất là nhiều. Và nói thêm một chút về dòng X7 DAC. Đây là dòng đẩy liền vang quốc dân. Nó là quốc dân tại vì nó cực kỳ lan tỏa và đã được bên em phân phối cho thị trường rất là nhiều những sản phẩm đẩy liền vang này rồi. Và hiện tại thì vẫn là mong muốn cho các bác lan tỏa nhiều hơn nữa thì bên em vẫn đang áp dụng cái chương trình là đổi một chiếc đẩy X7 DAC lấy chiếc âm ly cũ của các bác. Và bên em sẽ trợ giá cho các bác 1 triệu đồng trên tất cả các dòng âm ly của các bác. Và chiếc âm ly của các bác về thì bên em sẽ làm gì? Nếu như còn sử dụng ok tốt thì bên em sẽ dành để cho những cái bác khách hàng đang có loa rồi nhưng mà chưa có thiết bị để nghe thì bên em sẽ, một là các bác mua loa bên em sẽ tặng các bác những chiếc âm ly đấy, được áp dụng trên những cái dòng loa rất là mới, ví dụ như chiếc WeWood G6000 bên em mới nhập về chẳng hạn. Thì bên em sẽ gọi là cho các bác cơ hội được sở hữu loa và nghe những chiếc sử dụng chiếc âm ly mà nó cũng không được ok cho lắm để các bác chống cháy trong những cái giai đoạn đang đợi kinh phí về để đầu tư thêm. Hoặc là chính những chiếc âm ly đấy sẽ là những cái quà tặng, hoặc là bên em sẽ bán thanh lý với mức giá cực kỳ rẻ cho các bác để các bác có nhiều cơ hội hơn để sở hữu những chiếc đẩy X7 DAC. Dòng đẩy liền vang được tích hợp rất là nhiều những cái công nghệ mới, như là chức năng loa nét có ở trên những cái chiếc âm ly đắt tiền, dòng âm ly bãi Nhật đã xuất hiện được rất lâu rồi. Đây là cái chức năng nghe nhạc ở những cái âm lượng nhỏ giúp chúng ta đẩy cao được những cái giải tần của bát trung chép lên và chúng ta sẽ hoàn toàn nghe được bộc lộ hết ở những cái bản nhạc của chúng ta mà chúng ta không cần thiết phải sử dụng âm lượng lớn để cho những chiếc loa, những cái màng loa gân loa của chúng ta hoạt động ở công suất lớn thì nó sẽ đưa ra tín hiệu đẹp. Ở trên chiếc đẩy X7 DAC này thì Lanet nó làm được việc đấy và nó sẽ thay thế hoàn toàn chức năng của một chức nâng tiếng. Còn đối với vấn đề hát karaoke thì các bác sẽ hoàn toàn sử dụng được một, sở hữu được một cái sản phẩm hỗ trợ tốt cho vấn đề hát karaoke và chúng ta không cần thiết phải can thiệp nhiều, không cần căn chỉnh nhiều ở trên chiếc đẩy X7 DAC nữa. Và trong video này thì em cũng sẽ hát một đoạn để cho các bác thấy khả năng chống hú rít cực kỳ tuyệt vời trên mẫu đẩy liền vang X7 DAC này. Em sẽ hát một đoạn karaoke và sẽ dí thẳng chiếc mic này vào miệng loa để cho các bác ở trong một cái khoảng cách khoảng tầm 5-60cm như thế này để các bác thấy được cái khả năng chống hú rít. Đây em sẽ bật nguồn lên. Hello. Đây là một cái mức âm lượng rất là lớn nha các bác. Đây em sẽ để, các bác thấy chưa? Không xít một chút nào. Khoảng cách 5-60cm nha. Đây mic em đang bật nguồn. Hello. Đây chính xác. Vâng, và một đoạn karaoke để cho chúng ta có thể thấy được cái khả năng trình diễn karaoke ở trên mẫu đẩy X7 DAC. Dòng đẩy cực kỳ giá rất là hợp lý, giá chỉ với 7 triệu đồng thôi các bạn. Một đoạn trong bài hát Người Em Ví Dạ xin gửi tặng anh Dầu cũng như là tất cả các bác đang xem theo dõi video của Lorem Audio. Thank you.
nhà gặp bên chợ đồng ba lần ghé miền Trung yêu thương theo chuyến đò xuôi ngược dòng hướng ngơ non lá che khuất mắt biếu cặp sách sớm trưa chiều đi học đồng hành qua cầu Trường Tiền ôi tà áo trắng tóc thề xe riêng một đoạn karaoke hết sức ngọt ngào được thể hiện trên chiếc đẩy 7DAC. Và ngay sau đây thì bên em sẽ tiến hành đóng gói rất là cẩn thận, sẽ giao cho đơn vị vận chuyển và sẽ đến tận tay của anh Dầu ở Châu Thành, Kiên Giang. Và xin cảm ơn tất cả các bác sự quan tâm theo dõi cũng như là ủng hộ kênh. Và các bác nếu như có mong muốn nhận được nhiều hơn nữa những video, những chương trình ưu đãi khuyến mại thì hãy đăng ký kênh cũng như là like để giúp cho Lorem Audio phát triển rộng rãi hơn. Và nếu như có vấn đề thắc mắc, cái gì cần bên em tư vấn thì các bác có thể gọi điện đến hai số điện thoại hotline em đang để ngay phía dưới màn hình, hoặc có thể qua trực tiếp showroom của Lorem Audio đặt tại địa chỉ số 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và chúng ta sẽ test thực tế, trải nghiệm thực tế những sản phẩm bên em đã từng quảng cáo cho các bác, để chúng ta có thấy được cái khả năng chơi nhạc cũng như là xử lý âm thanh của rất là nhiều những sản phẩm bên em. Và sau đây thì em xin phép được khép lại video tại đây. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.